Chào các bạn, hôm nay Vườn Ươm Hải Đăng sẽ giới thiệu với các bạn là một loại giống hoa của Pháp, đó là hoa Pansy hay còn gọi là, cái hoa này nó cũng có nhiều tên khác nhau như là hoa bướm hoặc hoa phăng xê, và tùy từng địa phương thì có những cái vùng miền gọi khác nhau. Thực ra cái kỹ thuật trồng cái hoa Pansy này thì rất đơn giản. Cũng không tốn nhiều công sức nhiều, nhưng mà vẫn nở hoa rất đẹp. Hoa Pansy này thì nguồn gốc từ Pháp và nó được du nhập ở nước ta. Hoa thì trồng thì rất dễ và chăm sóc cũng khá dễ dàng, các bạn có thể trồng. Cây thì chịu rét rất tốt, thích hợp trồng ở nơi những có ánh sáng và thoát nước tốt. Hoa thì thường nở vào khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Do đó mùa đông và đầu xuân thì khoảng thời gian bạn hoàn toàn có thể ngắm cái vẻ đẹp của những cái bông hoa Pansy này. Một gói Pansy như bên mình cung cấp thì là nó cũng có rất nhiều màu. Chiều cao của cây thì tầm khoảng độ 15 đến 25 cm. Hoa Pansy thì để mà cách gieo trồng cái hoa Pansy thì là bạn có thể chuẩn bị đất mùn, mùn cược, sơ dừa. Các bạn có thể chuẩn bị trước. Và khi mà để hạt giống lại mầm là tầm khoảng độ 20 độ C. Trong điều kiện 20 độ C này thì chỉ tầm khoảng 5 ngày là hạt giống có thể lẩy mầm thành cây con được. Và để gieo trồng ấy thì bạn nên chọn những cái nơi gieo thoáng mát. Sau hơn một tuần ấy thì gieo hạt thì lúc này cây đã có đến 3 đến 4 lá. Sau đó thì bạn có thể trồng vào những cái chậu to hơn để cho cây phát triển tốt hơn. Và hàng ngày thì cũng như các loại hoa khác thì hàng ngày các bạn phải đều đặn tưới nước giữ ẩm cho cây, cho chậu hoa. Nó phải có độ ẩm phù hợp và ánh sáng thì cây nó mới phát triển nhanh được các bạn ạ. Cái cây hoa Pansy này thì có thể để ngoài trời, không nhất thiết phải che chắn gì, nên là bạn có thể là trồng ngoài. Về cái mình vừa giới thiệu với các bạn về cái cây hoa, hạt giống hoa Pansy mà bên mình trực tiếp đang cung cấp, rất được nhiều các bạn là ưa thích. Nếu các bạn có nhu cầu đặt hàng thì mời các bạn trực tiếp đến tại nhà vườn ngách 68/45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội, hoặc là các bạn có thể là đặt hàng trực tiếp qua điện thoại hoặc Zalo của nhà vườn, hoặc trên các trang Facebook hoặc các trang web của nhà vườn, như là Vườn Ươm Hải Đăng. Rất mong và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video giới thiệu các loài hoa cây cảnh tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.